cùng nhau thử thách 7 phút lăn tại nhà trong suốt một tuần để coi kết quả bụng của chúng ta như thế nào. Vô tình thì Thanh đã coi được một cái clip của một bạn ở bên nước ngoài thử thách lăn 7 phút, tức là ban đầu mình sẽ lăn 1 phút xong nghỉ 15 giây, lăn tiếp 1 phút rưỡi nghỉ 15 giây, lăn tiếp 2 phút nghỉ 15 giây, lăn tiếp 1 phút rưỡi và cuối cùng là 1 phút. Là tổng cộng lại là chúng ta sẽ lăn 7 phút. Và đây là lần đầu tiên mà sẽ Thanh chọn cái thử thách này để thực hiện. Những cái tip mà chị Thanh muốn chia sẻ đây, trước khi mà mình tập thể dục hay mình lăn nhiều, mình đừng có ăn sáng quá no. Bạn plan mà ăn sáng quá no thì dễ bị tọc ra ngoài. Thứ nữa là mình cần một chiếc điện thoại. Mình cần một chiếc điện thoại để bật chế độ coi giờ. Còn bây giờ mình bắt đầu thôi. Bấm giờ nha. Được. Kinh nghiệm plan của Thanh là khi mọi người plan, mọi người nhớ hít thở, hấp bụng. Hấp bụng vô. Và đừng có để ý đến điện thoại, tại vì mình lăn số phút cũng hơi nhiều mọi người, 7 phút lận. 20 giây rồi. Hít thở đều. Quan trọng là cơ bụng mình phải hoạt động. Hấp cái bụng lại, giữ chặt cơ bụng. Đây là động tác gọi là động tác vua của tập bụng luôn đó, nếu mọi người kiên trì. Thường thì sẽ Thanh plan ở nhà, sao Thanh sẽ bật nhạc để nó dễ quên đi thời gian mà mình cuốn theo cái nhạc. Nhưng mà bây giờ sao phải nói, cho nên Thanh sẽ rất mệt. Mình sẽ cùng nói với mọi người cho vui nhà vui cửa. Ok, mới nói mấy giây là hết giờ rồi nè. Còn 4 giây nữa, 3, 2, 1. Ok, nghỉ 15 giây. 1 phút trôi qua nhanh nhanh nhẹ nhàng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu 1 phút rưỡi. Chứ qua 1 phút mọi người nhớ làm theo sẽ Thanh, coi mình khả năng mình tới đâu nha mọi người. Lên. Bây giờ 1 phút 15 cộng 1 phút rưỡi nó là nhiêu vậy mọi người? 2 phút 45 giây. Siết bụng lại. Ước gì bây giờ có ai bật nhạc cho mình nghe. Nếu như cơ thể của bạn đang rung lắc thì hãy để nó rung lắc, tại vì nó như vậy nó mới vô cơ thể của bạn. 2 phút rồi, cố lên, chúng ta sẽ làm được mà. Nhớ hấp cái bụng vô nha mọi người. Động tác này nó sẽ vào tất cả trên cơ thể mình. Tay, chân, mông, bụng. Kinh khủng khiếp. Tập trung hết thở thôi. Để Thanh chung xin Thanh nghĩ sẽ Thanh làm được, mọi người cũng sẽ làm được. Mà quan trọng là mình phải kiên trì. Mình sẽ cùng nhau làm được thử thách này trong vòng 1 tuần và show cơ bụng cho mọi người thấy. Còn 3 giây, 2. Ok. Xuống. Trước khi bước vào cái 2 phút lận, mọi người cố lên nha. 3 phút vô. Bây giờ anh phải tập trung lắm, anh không nói chuyện được với mọi người đâu. 2 phút trôi qua một cách nhẹ nhàng thanh thản thế nào. Mọi người nên, những plan lúc này mọi người nên suy nghĩ và cái gì đó để quên đi cái sự đau đớn của cơ thể mình. Vì một cơ thể có mối bụng số 11 thật là đẹp. Là cố lên. Mình sẽ vượt qua được giai đoạn 2 phút này thôi một cách dễ dàng. Siết bụng nè. Lúc này là cơ bụng mình hoạt động kinh khủng khiếp. Là cái lúc mà cơ bụng của mình nó đang đốt cháy năng lượng. Còn 1 phút nữa thôi mọi người ơi, nhanh mà. Ok, anh thấy Thanh vẫn còn sức nói chuyện với mọi người đó. Mặc dù là trước khi quay này Thanh không dám ăn cái gì, tại sao ọc ra.
Thường thì Thanh đi tập yoga sáng sớm, anh cũng không ăn gì, Thanh chỉ ăn tráng yến thôi. Sau anh tập hoặc có ngày không có yến ăn thì Thanh uống sữa, mà Thanh cũng muốn ọc lên ọc xuống. Cơ thể của mình đang rung lên bần bật bần bật. 30 giây nữa thôi mọi người ơi là mình sẽ qua được 2 phút nặng này. Tập trung nào. 10 giây nữa thôi. Cố lên. Nhẹ mà. Nhẹ lắm. Muốn khóc. Ok. Làm được rồi. 2 phút rồi. Ok nào. Tiếp. Bây giờ sẽ là 1 phút rưỡi nữa. Trời. 5 phút 15 giây. Mặt ở đó. Bắt đầu ở. 5 phút 15 giây. Thì 1 phút rưỡi là bao nhiêu? 1 phút rưỡi là nhiêu ta? Bắt đầu hết tính được rồi. 5 phút 15 giây. 1 phút là 6 phút 15 giây. Cộng thêm 30 giây nữa là 6 phút 45 giây. Ok. Cứ tính toán vậy đi. Để mình làm mình quên đi cái nỗi đau, cái sự mệt nhọc đó. Cứ để cho cơ thể mình rung lắc. Hít thật sâu và cơ bụng mình siết xác siết siết chắc lại. Mình phải nghĩ trong đầu 7 phút này mỗi ngày sẽ đẹp như tiên. Cố lên mọi người ơi. Cố lên. Mình sẽ đẹp như tiên. Có khi làm hoa hậu cũng được nữa. 2 giây nữa. Ok. Bây giờ là thêm 1 phút nữa. Chuẩn bị bắt đầu. Là The Last Samurai rồi mọi người ơi. Vòng cuối cùng rồi. Chúng ta sẽ làm được thôi. 1 phút trôi qua chưa bao giờ lâu như vậy. Chưa bao giờ lâu như vậy. Ủa. Nó nói xàm xàm có nhìn cái là 30 giây rồi. Nhanh mà mọi người. Nói giỡn vậy thôi chứ lực Thanh dữ lắm á. Nhìn Thanh đuối như trái chuối vậy thôi chứ lực ở trong người còn nhiều lắm. Mười giây cuối cùng. Mười giây cuối cùng. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Rồi là chúng ta đã thực hiện được thử thách plank 7 phút 2 cái cụ chỏ của tôi. Mỗi ngày mình plank như vậy sẽ càng ngày càng khỏe. Mỗi ngày như vậy thì mình sẽ ngày ngày càng đẹp. Mình phải nhớ như vậy. Như Thanh cũng đã có cơ bụng chính giữa và số 11 hơi lấp lóp. Và nếu một tuần các bạn có thể thử thách cùng nhau với Thanh, Thanh nghĩ là chúng ta sẽ cùng nhau đẹp. Và không những một tuần, mình sẽ cùng nhau thực hiện thử thách này hoài hoài luôn. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Thanh cũng như nhấn vào cái chuông để những clip của Thanh lên mọi người sẽ được thông báo. Còn bây giờ, bye bye. You really mean the words you say.